Hội trợ là sự kiện quan trọng trong chuỗi các sự kiện tuần văn hóa du lịch Gia Lai năm 2023 là một trong nhiều giải pháp nhằm giới thiệu tôn vinh các sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Gia Lai đến với người dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời gắn kết với các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, văn hóa và du lịch của tỉnh để quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực vùng miền, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, giúp các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp cận với người tiêu dùng, đối tác, nhà phân phối thiết lập kênh phân phối tại những thị trường tiềm năng, phát triển đại lý, mở rộng quan hệ đối tác, tạo cơ hội để các doanh nghiệp củng cố và khai thác thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu. Với ý nghĩa đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc tổ chức hội trợ phải mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhân dân trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động của hội trợ được tổ chức một cách chuyên nghiệp, các gian hàng phải thể hiện văn minh thương mại, trang trí đẹp, tổ chức phục vụ chu đáo, sản phẩm tham gia hội trợ đảm bảo chất lượng vừa phong phú vừa đa dạng và độc đáo. Công tác tổ chức phải đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, tạo ấn tượng tốt cho các doanh nghiệp, doanh nhân, nhân dân và du khách tham gia tham quan mua sắm tại hội trợ. Các sở ban ngành, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với sở công thương để góp phần tổ chức hội trợ thành công. Dự kiến thời gian tổ chức hội trợ từ ngày 11 tháng 11 năm 2023 đến 15 tháng 11 năm 2023. Địa điểm tổ chức Đường Anh hùng Núc, Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, quy mô tổ chức 250 gian hàng tiêu chuẩn.